Nam mô A Di Đà Phật. 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 Nam mô A Di Đà Phật.
Nam Mô A Di Đà Phật. Nam Mô A Di Đà Phật. Đệ tử chúng con thành tâm cầu nguyện. Đệ tử chúng con thành tâm cầu nguyện. A Di Đà Phật. A Di Đà Phật. Quan Âm Thế Chí. Quan Âm Thế Chí. Chư đại hải chúng. Chư đại hải chúng. Đại từ đại bi. Đại từ đại bi. Phóng quang tiếp độ. Phóng quang tiếp độ. Phật tử Trần Thị Thu Hương pháp danh Quảng Hồng. Phật tử Trần Thị Thu Hương pháp danh Quảng Hồng. Cùng tất cả quan gia trái chủ. Cùng tất cả quan gia trái chủ. Chư hương linh cụ quyền thất tổ. Chư hương linh cụ quyền thất tổ. Được giảng sanh về Tây Phương Cực Lạc. Được giảng sanh về Tây Phương Cực Lạc. Trên đền Bổn Nguyên Nặng. Trên đền Bổn Nguyên Nặng. Dưới cứu khổ Tam Đồ. Dưới cứu khổ Tam Đồ. Nếu có ai thấy nghe. Nếu có ai thấy nghe. Đều phát tâm Bồ Đề. Đều phát tâm Bồ Đề. Hết một báo thân này. Hết một báo thân này. Đồng sanh Cực Lạc Quốc. Đồng sanh Cực Lạc Quốc. Nam Mô A Di Đà Phật. Nam Mô A Di Đà Phật. A Di Đà Phật. Phật tử Trần Thị Thu Hương pháp danh Quảng Hồng. Hôm nay thì Phật tử tất cả đạo tràng đại chúng đến nơi này thành tâm niệm Phật ha. Những hình ảnh này dự thường sẽ ghi lại để làm gì? Để làm niềm tin cho tứ chúng. Để làm gì? Để cho muôn loài chúng sanh hiểu được nguyện lực và sự cứu độ của Đức Phật A Di Đà nghe. Vì vậy Phật tử Trần Thị Thu Hương pháp danh Quảng Hồng. Phật tử Quảng Hồng phải ráng nha không cô nha. Cô phải mô phạm cho chúng sanh biết. Cô phải làm một tấm gương tốt cho chúng sanh hiểu về nguyện lực của A Di Đà Phật và cho tất cả những người thân của mình họ đều hướng Phật học Phật nha cô nha. Những gì còn khổ đau vướng mắc trong tâm thức thì cô đã hiểu rồi ha. Dự thường tin rằng cô sẽ xả bỏ mà cô không nhớ gì. Ước muốn của cô gặp lại đứa con. Con nó cũng về rồi ha cô ha. Vì vậy không còn gì để luyến tiếc ha. Không còn gì để suy nghĩ nữa nha. Thương con cô thì cô phải về Tây Phương Cực Lạc với Đức Phật A Di Đà nha. Cô không còn nghĩ ngợi gì nữa nha. Nhưng mà hiện nay đó dự thường cũng hỏi cô nha. Tại vì chúng tôi cũng không hiểu được tâm thức của cô nghĩ gì. Nhưng mà có những việc gì đó cô cần tâm sự với dự thường thì cô nói nghe không? Để mà khi cô ra đi rồi đó chúng tôi biết được tâm cô nghĩ gì, cô muốn gì, để chúng tôi trong những gì chúng tôi hiểu được, biết được sẽ khuyến tấn cô nương về nguyện lực của A Di Đà Phật mà buông bỏ hết nha không? Cô có điều gì muốn nói thêm nữa không? Dạ con, giờ chỉ mong mong sớm được về Tây Phương Cực Lạc để gặp Phật thôi. A Di Đà Phật. Như vậy, chính như vậy thì Phật tử Quảng Hồng phải nhớ rằng hạnh Phật là hạnh từ bi ha. Phật không dạy chúng ta đấu tranh, Phật không dạy ta hận thù, đối đầu với hận thù. Phật dạy chúng ta hận thù thì chúng ta phải lấy từ bi chúng ta giải ha. Không có gì phải lo buồn ha con ha. Tại vì mình đã từng gây tạo, không có chuyện gì đến với mình tự nhiên đâu ha. Vì vậy hiện giờ đó những gì xảy đến cho cô cứ ăn lòng đón nhận. Và khi đi mình cứ buông bỏ mà ra đi nghe không. Cõi này là cõi khổ, nhất định không bám không trụ vào bất cứ nơi nào trong cõi khổ này ha. Em mình, cháu mình, người thân của mình đang thành tâm niệm Phật, ngày ngày niệm Phật tu hành, bố thí cúng dường, in kinh tạo tượng để hồi hướng cho Phật tử Quảng Hồng này ha. Không phải riêng Phật tử Quảng Hồng đâu, mà tất cả chư vị quan gia trái chủ nè, chư hương linh của quyền thất tổ cùng được giảng sanh về Tây Phương Cực Lạc ha. Vì vậy kể từ đây cô vững lên ha. Cô nhất định không mong chờ một việc gì hết. Cô nhất định không chờ đợi một người nào nha. Kể cả đạo tràng ha, kể cả dự thường nha. Thấy Phật giờ phút nào là đi liền, không có chờ đợi. Đạo tràng sẽ đến, có duyên chúng tôi sẽ đến, chúng tôi tiễn cô về Tây Phương Cực Lạc. Nhưng thấy cô Phật á, giờ phút nào thì cô đi theo liền nha. Cô không có chờ đợi nghe không. Dầu có người thân của mình ở nhà hay không ở nhà, dầu có ai ở nhà hay không ở nhà, có một mình cô vẫn đi nha. Dự thường nói những cái niệm vi tế sẽ xảy đến cho mình đấy. Cô biết không? Vì tại sao vậy? Vì nghiệp lực của chúng ta, những nghiệp nặng nhất sẽ đến với chúng ta. Đến lúc nào? Đến lúc chúng ta hết phước. Đến lúc chúng ta hết số. Đến lúc chúng ta sức cùng lực kiệt. Đến lúc chúng ta không còn cứu được chúng ta thì họ sẽ đến ha. Vì vậy còn niệm được ráng niệm Phật để nương về nguyện lực A Di Đà Phật mà giảng sanh nha cô nha. Phật A Di Đà ơi, con niệm muôn ngàn câu, muôn tỷ câu, muôn ức câu này để lúc lâm chung con còn được 10 niệm nương về 48 đại nguyện của Đức Phật A Di Đà mà con nhất tâm bất loạn ha. Phật tử Quang Hồng hiểu không? Nhất tâm bất loạn là như vậy đấy, nhớ không? Chứ hiện tại bây giờ phút nào không an là ta cứ niệm Phật.
ta giận rồi ta cứ niệm Phật A Di Đà. Ta sắp tham của người ta niệm Phật A Di Đà. Ta sắp sợ hãi rồi ta niệm Phật A Di Đà, chứ không mong cầu gì nữa hết nha cô nha. Không mong cầu thấy Phật, chỉ niệm danh hiệu của ngài hoài đi. Ngài sẽ đến gia trì, ngài sẽ đến tiếp dẫn cô về Tây Phương Cực Lạc nha. Cô hãy an lành, mạnh mẽ lên. Đường đi của chúng ta là Tây Phương Cực Lạc. Nơi ta đến là thế giới Tây Phương Cực Lạc của Đức Phật A Di Đà. Ngoài ra không trụ bất cứ một cảnh nào, trời, người hay bất cứ cảnh nào cũng không có trụ ha cô nha. Nhớ nha. Rồi bây giờ Phật tử Quang Hồng phát thành tín nguyện đi cô nha. Cô niệm 10 niệm đi, cô phát nguyện đi. A Di Đà Phật cho con về Tây Phương Cực Lạc. A Di Đà Phật cho con về Tây Phương Cực Lạc. A Di Đà Phật cho con về Tây Phương Cực Lạc. A Di Đà Phật cho con về Tây Phương Cực Lạc. A Di Đà Phật cho con về Tây Phương Cực Lạc. A Di Đà Phật cho con về Tây Phương Cực Lạc. A Di Đà Phật cho con về Tây Phương Cực Lạc. A Di Đà Phật cho con về Tây Phương Cực Lạc. A Di Đà Phật cho con về Tây Phương Cực Lạc. A Di Đà Phật cho con về Tây Phương Cực Lạc. A Di Đà Phật cho con về Tây Phương Cực Lạc. A Di Đà Phật cho con về Tây Phương Cực Lạc. Ngay bây giờ. Ngay bây giờ. Dám đi. Lúc này cũng đợi cha tới nếu niệm Phật cho con. Ngay bây giờ Phật muốn đón con đi liền tức á. A Di Đà Phật. Mạnh mẽ lên nha cô nha. Rồi tất cả huynh đệ chúng ta cùng niệm Phật nha. Nam mô A Di Đà Phật. Nam mô A Di Đà Phật. Xin Đức Phật A Di Đà. Xin Đức Phật A Di Đà. Cho Trần Thị Thu Hương pháp danh Quảng Hồng được vãng sanh. Cho Trần Thị Thu Hương pháp danh Quảng Hồng được vãng sanh. Về Tây Phương Cực Lạc. Về Tây Phương Cực Lạc. Xin Đức Phật A Di Đà. Xin Đức Phật A Di Đà. Cho Quảng Hồng được vãng sanh. Cho Quảng Hồng được vãng sanh. Về Tây Phương Cực Lạc. Về Tây Phương Cực Lạc. Nam mô A Di Đà Phật. Nam mô A Di Đà Phật. Quy mạng lễ A Di Đà Phật. Quy mạng lễ A Di Đà Phật. Ở phương Tây thế giới an lành. Ở phương Tây thế giới an lành. Trần Thị Thu Hương pháp danh Quảng Hồng phát nguyện vãng sanh. Trần Thị Thu Hương pháp danh Quảng Hồng phát nguyện vãng sanh. Cuối sinh đức từ bi tiếp độ. Cuối sinh đức từ bi tiếp độ. Nam mô Tây Phương Cực Lạc thế giới đại từ đại bi A Di Đà Phật. Nam mô Tây Phương Cực Lạc thế giới đại từ đại bi A Di Đà Phật. Cô niệm một câu, đại chúng niệm một câu. Còn niệm được ráng niệm Phật để về với Phật nha cô nha. Còn mở mắt được ráng mở to mắt nhìn Phật để không lạc đường nha. Quảng Hồng niệm đi. A Di Đà Phật. 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 A Di Đà Phật.
độ. Hồi hướng cho Trần Thị Tu Hương Pháp Danh Quảng Hồng. Hồi hướng cho Trần Thị Tu Hương Pháp Danh Quảng Hồng. Hồi hướng cho tất cả quan gia trái chủ. Hồi hướng cho tất cả quan gia trái chủ. Hồi hướng cho chư hương linh cụ quyền các tổ. Hồi hướng cho chư hương linh cụ quyền các tổ. Của Phật tử Quảng Hồng. Của Phật tử Quảng Hồng. Giảng sanh về Tây Phương Cực Lạc. Được giảng sanh về Tây Phương Cực Lạc. Nguyện A Di Đà Phật. Nguyện A Di Đà Phật. Quan Âm Thế Chí. Quan Âm Thế Chí. Chư Đại Hải Chúng. Chư Đại Hải Chúng. Đại Từ Đại Bi. Đại Từ Đại Bi. Phóng Quang Tiếp Độ. Phóng Quang Tiếp Độ. Trên đền bốn ơn ngàn. Trên đền bốn ơn ngàn. Dưới cứu khổ cam đồ. Dưới cứu khổ đồng sanh cực lạc quốc. Nam mô Tây Phương Cực Lạc Thế Giới Đại Từ Đại Bi A Di Đà Phật. Cái tâm của cô còn thương, còn nhớ gì cái họ luôn luôn tạo ra những hình ảnh, những cái ảo giác cho cô thấy những cái người đó để cho cô khởi cái tâm. Cô thương, cô yêu, cô nhớ, cô nghĩ để cô bị đó. Nghe không? Giờ phút này đây, tẩy hết, lao hết những cái gì mà vào trong tâm của mình, kể cả con mình, kể cả cha mẹ của mình. Vì thương họ mà cô muốn cứu được họ nó chỉ có về Tây Phương Cực Lạc thôi. Chứ mà thương họ thì cô không có đi, thì cô ngay cả bản thân mình cũng không cứu được huệ mạng của mình. Vì mình mất thân người rồi, mất thân người thì sao? Nếu đã mất thân người, cái thân người là để cho mình niệm Phật thành Phật. Đó là cái thân người, là cái thân mà trong cái thế giới này là mình để mình niệm Phật thành Phật. Mà mình để mình mất thân người nữa thì mình coi mình rơi vào đâu? Rơi vào cái thân thấp hơn thì chỉ có địa ngục, ngạ quỷ, súc sanh thôi. Còn nếu mình nói thân người mình đổi thân nữa thì mình cao hơn, là mình cảnh thần, cảnh trời gì đó cũng không cần. Không cần về nó. Cảnh người là để chúng ta khổ đau. Chúng ta mới biết niệm Phật. Chúng ta mới về Tây Phương Cực Lạc, nghe không? Chứ không phải là bây giờ là mình khổ đau rồi cái mình than. Mình nói tại sao như vậy, đừng trách hờn ai nữa hết nha cô nha. Kể từ giờ phút này cô đừng trách hờn ai nữa hết. Tại sao người em này không lo, tại sao người chị kia không lo, tại sao người con nọ không lo. Không, họ đến với mình là do ân và oán. Ân thì họ sẵn sàng, họ làm bất cứ việc gì để cho cô được lợi ích, để cho cô được an lành hạnh phúc. Thì cô cũng đừng bắt họ làm cái gì mà quá khả năng của họ nhau. Bắt họ phải làm cái này, làm cái kia cho chị làm cái này cho. Ân mình không cần thì oán họ sẽ tha cho mình. Nha cô nha. Đây là những cái niệm mà những người niệm Phật chúng ta nó sẽ có những cái niệm vi tế đó. Dự thường nói nha, cô ráng dễ dàng không? Không, có được thân người mà khổ không cô ha? Khổ nhiều quá. Những điều mình không muốn mình cũng phải chịu. Những điều mình ước ao mình không được. Và những điều mình muốn làm mình cũng không được làm. Vì sao vậy? Phật nói cõi khổ. Mình hiểu rồi ha. Kiếp trượt nè, kiến trượt nè, phiền não trượt nè, chúng sanh trượt luôn. Vì vậy đừng có báo, đừng có trụ ở cõi này đó nha cô nha. Ráng lên nha, mạnh mẽ lên nha cô Quảng Hồng nha. Giờ phút nào thấy Phật là đi liền không chờ đợi. Dầu có em mình ở nhà hay không có em mình ở nhà, dầu có mẹ mình hay không có mẹ mình, đến tới lúc đó không biết được. Nhiều khi không có ai nhà hay có mình, bà phụ cũng không biết làm gì. Mà cái điều kiện thay vì cô đi với con cô để cô sum họp, bây giờ cô lại ở là bên đây. Con cô đã về rồi, mà con cô là người con hiếu thảo đó, con hiểu đạo đó, họ là một người lên báo ơn cô đó. Vì vậy cô đừng có phụ lòng họ nha. Cô đừng có thương họ mà cô làm khổ họ nha. Khổ họ thì ít, nhưng mà khổ cô thì nhiều. Vì vậy nhớ không, bất cứ một việc gì cô phải tự cứu cô. Bất cứ một việc gì cô cũng phải nhớ A Di Đà Phật trước đi, rồi cái gì tới thì tới. Cái gì cũng nhớ A Di Đà Phật, cái gì cũng nguyện ra về đây Cực Lạc đi. Rồi cái gì tới thì tới, nghe không? Không cần phải nhớ nghĩ gì hết, nghĩ nhớ cô nha. Rồi ráng lên cô Quảng Hồng nha. Đời này có duyên, huynh đệ chúng tôi sẽ đến để tiễn cô về đây Cực Lạc nha. Chúng ta có duyên nắm tay hứa đi. Hứa nha, Quảng Hồng phải về đây Cực Lạc nha không? Người đi trước phải trở lại cứu người đi sau nha. Người đi sau phải giảm sanh về để mình được lạc để cứu người đi trước nha không? Bữa nay chúng ta có duyên nha không? Nhất định cõi này cõi khổ, sáng suốt là mạnh mẽ lên, không bán không trụ gì hết. Bên kia là Đức Phật A Di Đà, trước mặt ta là những biển lửa, ta vẫn xuyên qua lửa để ta về. Dầu bên kia là Phật A Di Đà, ngay đây là vực thẳm, ta vẫn lao vào vực để ta về để mình được lạc với Đức Phật A Di Đà. Đó là tính nguyện hành. Nha. Vì bên kia là Phật A Di Đà mà mình xuyên qua lửa thì mình làm sao khổ được? Vì Phật nó cứu mình mà. Mình bỏ cái thân khổ này, mình về cái thân, về cái Tây Phương Cực Lạc thì hết khổ. Vì vậy cô vững vàng mạnh mẽ lên nha. Từng niệm, từng niệm. Giờ phút nào chưa gặp được Đức Phật A Di Đà
thì khổ nạn vẫn còn ở quanh Quảng Hồng với nhau, nhất định nhau. Ông bà cha mẹ mình cũng không theo, ai tới kêu mình cũng không theo. Giờ phút này đây là những lớp nghiệp lực của cô sẽ giả nè, những hình ảnh sẽ kêu chiêu cảm là những hình ảnh là người thân thuộc để dụ cô đi, hay bất cứ một người nào bạn bè gì dụ cô đi, cô cũng nói thôi các vị tu hành niệm Phật A Di Đà về Tây Phương Cực Lạc đi. Ai cô cũng chỉ cho họ về Tây Phương Cực Lạc, ai cô cũng chỉ cho dòng họ về Tây Phương Cực Lạc. Nếu thấy ông bà cha mẹ của mình, con ơi hôm nay ông bà cha mẹ đến rước con đi về chỗ ông bà cha mẹ để cùng nhau sum họp gia đình A Di Đà Phật, ông bà cha mẹ hãy niệm Phật A Di Đà cầu sanh về Tây Phương Cực Lạc đi. Con không theo ai, con không theo bất cứ một người nào, con chỉ theo Phật A Di Đà về Tây Phương Cực Lạc nghe. Họ có nói hoài cô không cần nói nữa, mà cứ A Di Đà Phật cho con về Tây Phương Cực Lạc, A Di Đà Phật cho con về Tây Phương Cực Lạc nghe cô nghe. Như vậy nghe, A Di Đà Phật sẽ gia trì, A Di Đà Phật sẽ bảo hộ cho cô, lúc đó cô sẽ được nhất tâm, không có loạn tâm, không có cái những cái gì mà chướng ngại cô được đâu ha, nếu cô hành trì. A Di Đà Phật cho con về Tây Phương Cực Lạc, A Di Đà Phật cho con về Tây Phương Cực Lạc, A Di Đà Phật cho con về Tây Phương Cực Lạc, A Di Đà Phật cho con về Tây Phương Cực Lạc, A Di Đà Phật cho con về Tây Phương Cực Lạc, A Di Đà Phật cho con về Tây Phương Cực Lạc, A Di Đà Phật cho con về Tây Phương Cực Lạc, A Di Đà Phật cho con về Tây Phương Cực Lạc, A Di Đà Phật cho con về Tây Phương Cực Lạc, A Di Đà Phật cho con về Tây Phương Cực Lạc, A Di Đà Phật cho con về Tây Phương Cực Lạc, A Di Đà Phật cho con về Tây Phương Cực Lạc, A Di Đà Phật cho con về Phương Cực Lạc, A Di Đà Phật cho con về Tây Phương Cực Lạc, A Di Đà Phật cho con về Tây Phương Cực Lạc, A Di Đà Phật cho con về Tây Phương Cực Lạc. Ngay bây giờ trong lúc này Di Đà Phật. Ngồi lên nha. Chúng sanh ơi, trần thị thu hương bất danh quận hầu, niệm danh hiệu Phật A Di Đà, xin chân thành đem công đức này sám hối cùng tất cả chư vị chúng sanh cùng quận hồng được giảng sanh về Tây Phương Cực Lạc. A Di Đà Phật. A Di Đà Phật. A Di Đà Phật. Thương con, thương anh, thương em á, đều á là cái thương trong một cái gia đình thôi. Mà nếu mình thương như vậy á, là cái bồ đề tâm của mình nó quá ít. Muốn hiểu không? Mình phải mở cái lòng thương nhiều hơn như vậy nữa. Thương tất cả chúng sanh, mà thương chúng sanh là mình phải về Tây Phương. Chứ ở đây mình không giúp được hết. Thân bệnh là giúp được ai giờ? Giúp anh em giúp bằng cái gì? Tiền bạc nó đâu giúp được gì đâu. Giúp con mình giúp gì, không giúp được gì. Mà có được những cái điều quá xuất sắc như vậy rồi, có được đạo tràng gần kế bên niệm Phật, đó là không phước vô lượng. Trước đây cũng hương tu mới có được, thì bây giờ mình biết được mình có cái điều đó, mình nắm chắc trong tay, thì mình có, mình phải kèm theo cái tính hành nguyện của mình ba điều nữa: tinh tấn niệm Phật, mà phải nguyện nha, chứ đừng niệm Phật không, phải nguyện nha. Phải biết mình về đó là mình về cái quê hương của mình, về lại cái nơi của mình, hiểu không? Thích phải đam mê nó, phải mong nó về đó từng ngày. Bây giờ bỏ liền chứ không phải là nằm ở đây, Phương hiểu không? Bi cũng nói thầm trong tâm mà vợ Bi là mình có vợ, đó là cái thương, mình thương vợ mình. Nhưng khi mà Phật nói đến rước, vợ Bi vẫn có thể buông ra, tại vì sao? Tại vì mình về đó mình thương vợ mình được nhiều hơn nữa, là mình lo được, mình cứu độ cho vợ mình nữa. Chứ còn ở đây đâu làm gì được đâu, thương chỉ một chút xíu, vài ba chục năm thôi. Vài ba chục năm là nó nhiều, chứ còn
thật sự là hít hơi thở là thở ra cái không thở được là đi rồi, nên là biết Mới Hương được vậy là Bi vui. Mà hôm bữa cái tâm nguyện Mới Hương nói là về gặp được Bi 7 ngày 10 ngày không cần biết, chỉ biết gặp thôi là Mới Hương có thể ra đi mãn nguyện, không nhớ đến đến Bình Chánh nữa, là như vậy thôi là ok. Nên bữa Bi nói Mới Hương mà đúng không, nhớ những lời Mới Hương hứa thì Bình Chánh là sẽ làm hết sức mình để gặp Quảng Hồng lần cuối. Nhưng mà bữa Bi không có nói tại vì không muốn cho Mới Hương đợi, Mới hiểu không? Tại vì trong lúc này mình không thể đợi được, không thể đợi để thấy con mình để về mình giảng thành, cho nên Bi không nói, chỉ muốn về đây rồi trước mặt Mới Hương rồi cho tâm nguyện Mới Hương. Mới Hương đã có rồi, đủ hết mọi thứ rồi thì đừng bao giờ suy nghĩ trong lòng mình phải đợi một thứ gì nữa, nghe không, hiểu chưa? Từ bây giờ là phải dứt bỏ hết mọi thứ. A Di Đà Phật. Bản thân em làm là em muốn giảng sanh Tây Phương Cực Lạc, A Di Đà Phật. Tất cả gì mà giúp được cho chúng sanh mà biết tất cái Phật pháp á, là em làm hết sức. Tiễn một người Bồ Tát về Tây Phương nha. Hứa đó. Ráng. Về đó, rồi thả qua sen xuống rước em đi nha không? Em có 45 tuổi là em đi rồi đó. A Di Đà Phật chứ không đợi 55 nữa như chị Hương đâu. À. Đi đi. Rủ nhau đi chơi vậy. Dạ, tính hạnh hỏi chút nha. Quảng Hồng niệm Phật để đi về đâu? Về Tây Phương Cực Lạc để hành gì? Quảng Hồng có sợ chết không? Chỉ là có một mình Phật A Di Đà, Hồ Vàng, Quảng Hồng mới đi mà. Và Phật Hồ Đỏ, Quảng Hồng có đi không? Hồ Vàng, Hồ Sáng, Hồ Tiết, Hồ Vàng. A Di Đà Phật. Giờ Quảng Hồng niệm 10 câu A Di Đà Phật. Câu thứ nhất là A Di Đà Phật để con về Tây Phương Cực Lạc. Quảng Hồng niệm đấy. A Di Đà Phật. A Di Đà Phật. A Di Đà Phật, 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 A Di Đà Phật. Thì trong hôm nay, thì trong hôm nay, có dám đi không? Mấy nào thì Phật có vui không? Vui, tâm hồn anh là hạnh phúc không? Vậy cười lên đi. Mỗi ngày niệm Phật không phiền não, bỏ buông xả tất cả hết. Thân này là thân tứ đại hải, mình phải bỏ cái thân này để về với Phật. A Di Đà 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 Phật. A
Di Đà Phật. A Di Đà Phật. A Di Đà Phật. A Di Đà Phật. A Di Đà Phật. A Di Đà Phật. A Di Đà Phật. A Di Đà Phật. A Di Đà Phật. A Di Đà Phật. A Di Đà Phật. A Di Đà Phật. A Di Đà Phật. A Di Đà Phật. A Di Đà Phật. A Di Đà Phật. A Di Đà Phật. A Di Đà Phật. A Di Đà Phật. A Di Đà Phật. A Di Đà Phật. A Di Đà Phật. A Di Đà Phật. Tôi cần sám hối. A Di Đà Phật. 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 A Di A Di Đà Phật. A Di Đà Phật. A Di A Di Đà Phật. 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 A Di A Di Đà Phật. Phật. A Di Đà 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 Phật. Nam mô A Di Đà Phật. Nam mô A Di Đà Phật. Quyền đem công đức này. Quyền đem công đức này. Trang nghiêm Phật tịnh độ. Trang nghiêm Phật tịnh độ. Hồi hướng cho hương linh Trần Thị Thu Hương pháp danh Quảng Hồng. Hồi hướng cho hương linh Trần Thị Thu Hương pháp danh Quảng Hồng. Hồi hướng cho tất cả quan gia trái chủ. Hồi hướng cho tất cả quan gia trái chủ. Hồi
hồi hướng cho chư hương linh cụ quyền thất tổ. Hồi hướng cho chư hương linh cụ quyền thất tổ. Của hương linh Quảng Hồng. Của hương linh Quảng Hồng. Được vãng sanh về Tây Phương Cực Lạc. Được vãng sanh về Tây Phương Cực Lạc. Nguyện A Di Đà Phật. Nguyện A Di Đà Phật. Quan Âm Thế Chí. Quan Âm Thế Chí. Chư đại hải chúng. Chư đại hải chúng. Đại từ đại bi. Đại từ đại bi. Phóng quang tiếp độ. Phóng quang tiếp độ. Trên đền bổn ơn nặng. Trên đền bổn ơn nặng. Dưới cứu khổ tam đồ. Dưới cứu khổ tam đồ. Nếu có ai thấy nghe. Nếu có ai thấy nghe. Đều phát tâm bồ đề. Đều phát tâm bồ đề. Hết một báo thân này. Hết một báo thân này. Đồng sanh cực lạc quốc. Đồng sanh cực lạc quốc. Nam mô A Di Đà Phật. Nam mô A Di Đà Phật. Nam mô A Di Đà Phật. Hương linh Trần Thị Thu Hương pháp danh Quảng Hồng. Hiện giờ cơ hội giảng sanh của hương linh rất là thù thắng. Và hiện giờ trong tâm thức còn chấp vào bất cứ một việc gì, cho dù việc thiện, cũng chướng ngày giảng sanh. Cho dù một nghiệp phiền não hay thương yêu đợi chờ, cũng là chướng ngày giảng sanh. Hương linh phải mô phạm. Hương linh phải là một tấm gương. Vì sao vậy? Vì hương linh đã hành trì được tín nguyện hạnh trong lúc sắp xạ bỏ báo thân. Trong đớn đau dẫn niệm A-di-đà Phật cho con về Tây Phương Cực Lạc, dũng mạnh hơn, mạnh mẽ hơn nữa. Chính hương linh đã ra đi trong tiếng niệm Phật. Và hương linh phải nhớ, thấy Phật A-di-đà vào phút nào là theo liền. Vì sao vậy? Vì tính nguyện hành mà Đức Phật A-di-đà phóng quang tiếp độ. Đừng về chờ một đứa con đang trên máy bay về hay bất cứ nơi nào, thì đó sẽ là chướng ngại vãng sanh. Chuỗi ngày khổ đau của sanh già bệnh chết, hương linh đã cảm nhận được trong thân đớn đau, vẫn dũng mạnh, vẫn tinh tấn, vẫn mạnh mẽ, vẫn phát nguyện, vẫn niệm danh hiệu Phật A Di Đà để cầu được vãng sanh về Tây Phương Cực Lạc. Thì chính vào phút này, hương linh phải mô phạm cho tứ chúng đồng tu, phải làm một tấm gương tốt, giới thiệu cho muôn loài chúng sanh khổ đại nguyện và sự cứu độ của Đức Phật A Di Đà. Và hương linh sẽ trở lại nơi này bằng quyền lực, với thân phận một vị Bồ Tát cứu độ chúng sanh, chứ không phải bằng nghiệp lực thọ khổ trong thân xuất sanh khổ nạn. Hương linh phải nhớ, luôn sáng suốt, vững vàng, mạnh mẽ, vượt qua tất cả mọi sự cám dỗ, vượt qua tất cả mọi chướng ngại chướng duyên, luôn giữ tâm thanh tịnh mà nguyện A Di Đà Phật cho con về Tây Phương Cực Lạc. Hương linh là đệ tử Phật Trần Thị Thu Hương pháp danh Quảng Hồng, quy y Phật không đòi địa ngục, quy y Pháp không đòi ngạ quỷ, quy y Tăng không đòi súc sanh. Phật đã cứu hương linh ba đường khổ không vào. Và chuỗi ngày của khổ đau bệnh tật, chính hương linh đã là đệ tử Phật, đã là một đệ tử trung thành, đã y giáo phụng hành, đã hành trì tín nguyện hành để về Tây Phương Cực Lạc với Đức Phật A-di-đà. Vì vậy, nguyện rằng hương linh sẽ được Đức Phật A-di-đà phóng quang tiếp độ. Hương linh đang ở trong hào quang của Phật A-di-đà. Hương linh sẽ vững vàng vượt qua tất cả mọi chướng ngại chướng duyên, vượt qua tất cả những nghiệp chướng quan khiên trong quá khứ hoặc hiện tại mà mình đã vô tình hay cố ý gây tạo. Vào phút này đây, việc của hương linh làm là phải niệm A Di Đà Phật, phải về Tây Phương Cực Lạc với Đức Phật A Di Đà, nhất định không được chần chừ, không được do dự, không được nhớ nghĩ bất cứ một việc gì. Mỗi người một chuyện khác nhau, mỗi người một nghiệp khác nhau. Anh chị em thân tộc gia đình đều có số phận của họ. Nhưng hương linh thật là hạnh phúc. Vì sao vậy? Vì anh em mình cũng đã hiểu đạo, cũng đã biết tu hành, và chính hương linh cũng niệm Phật được trong những chuỗi ngày khổ đau bệnh tật, đã bố thí cúng dường in kinh tạo tượng. Vì vậy đang được tưng ưng vào đại nguyện của Đức Phật A Di Đà, hương linh phải sáng suốt, hương linh phải vững vàng, hương linh phải mạnh mẽ. Là đệ tử Phật, hương linh luôn hành hạnh từ bi của Phật. Đệ tử Phật, hương linh phải buông bỏ sân giận, tham đắm, si mê. Đệ tử Phật luôn sáng suốt, vững vàng, mạnh mẽ, vượt qua tất cả mọi sự cám dỗ, vượt qua tất cả mọi chướng ngại chướng duyên, luôn giữ tâm thanh tịnh mà nguyện A Di Đà Phật cho con về Tây Phương Cực Lạc. Đệ tử Phật phải niệm Phật đi về Tây Phương cùng Phật. Đệ tử Phật phải niệm Phật để thành Phật đồ chúng sanh. Nhất định hương linh phải mô phạm, hương linh phải làm một tấm gương tốt,
cho huynh đệ đồng tu, cho tứ chúng, cho những chúng sanh chưa tin, chưa hiểu về nguyện lực và sự cứu độ của Đức Phật A Di Đà, ngắm nhìn những hình ảnh này, những thân tướng này, sự giảng sanh này mà họ giác ngộ, để muôn loài chúng sanh đều thoát khổ. Đó là hương linh đã hoằng pháp lợi sanh. Hương linh đã là một vị Bồ Tát bất thối chuyển nơi Tây Phương Cực Lạc. Đừng khởi tâm động niệm để có được thân người, lại đổi thân địa ngục ngạ quỷ súc sanh. Chúng ta tin rằng hương linh sẽ làm được những việc đó. Chúng ta tin rằng hương linh sẽ mô phạm, tin rằng hương linh sẽ là một tấm gương cho tất cả mọi chúng sanh, huynh đệ đồng tu ở thế gian này biết được nguyện lực của A Di Đà Phật mà cùng nhau hướng về, cùng nhau niệm Phật cầu nguyện được giảng sanh. Phải nhớ, cõi này đã là cõi khổ. Hương linh đã hiểu được, đã buông xả muôn duyên, không còn nhớ, không còn nghĩ gì. Đây là một điều chính thiện căn phước đức nhân duyên đã hội đủ. Vì vậy hương linh phải sáng suốt hơn nữa, thấy Phật Di Đà giờ nào phút nào là theo liền, không chờ đợi đứa con ở trên máy bay chưa về, đợi một chút thì sự giảng sanh của hương linh sẽ bị chướng ngại. Theo Phật A Di Đà về tới Tây Phương Cực Lạc, hương linh sẽ cứu được con của hương linh. Không phải một đứa con này mà vô lượng vô biên, những đứa con, những ông bà cha mẹ của mình đã vô lượng vô biên kiếp trầm luân đọa lạc nơi nào đó, nguyện rằng tất cả con cháu trong thân bằng quyến thuộc hiểu được Phật, niệm được Phật mà giảng sanh thành Phật để cứu họ đang đọa lạc tận cùng địa ngục hay bất cứ cảnh giới khổ đau nào, với thân phận một vị Bồ Tát hương linh đều giải trừ, đều cứu được. Đừng để rơi vào đọa lạc, có được thân người lại đổi thân địa ngục ngạ quỷ súc sanh. Đây là một điều chắc chắn như vậy. Trong thân khổ đau, vì hạnh phúc hay sung sướng, hương linh chảy ra những dòng nước mắt. Chúng ta tin rằng đây là những giọt nước mắt sung sướng. Vì A Di Đà Phật ơi, con sắp về Tây Phương Cực Lạc, con sắp gặp được Đức Phật A Di Đà. Đớn đau này con ráng chịu đựng, khổ đau này con ráng vượt qua để phát thành tín nguyện hạnh mà về với Phật A Di Đà, không uổng phí có được kiếp người mà một đời thành đạo. Hương linh phải vững vàng, phải sáng suốt, phải cố chính huệ mạng của mình. Chúng tôi nguyện giữ thân khẩu ý trang nghiêm thanh tịnh, tất cả đại chúng sẽ tiễn hương linh về Tây Phương Cực Lạc, nhớ trở lại nơi này bằng nguyện lực cứu độ chúng sanh muôn loài, quan gia trái chủ của quyền tất tổ và tất cả huynh đệ đồng tu. Tâm niệm Phật, hương linh sẽ thành Phật, nhất định không bám không trụ vào bất cứ nơi nào trong cõi khổ này, không nhớ không nghĩ bất cứ một việc gì, dù thiện dù lành, dù ác dù phiền não, đó sẽ là chướng ngại giảng sanh. Đường về Tây Phương Cực Lạc hương linh đã rõ, tính nguyện hương linh đã hành trì. Vì vậy, danh hiệu Phật A Di Đà, hương linh đã trì niệm. Niệm Phật, hương linh chắc chắn sẽ thành Phật. Vì vậy phải sáng suốt, phải vững vàng, quyết định. Con nguyện mô phạm, con nguyện làm tấm gương tốt, con nguyện giới thiệu nguyện lực của Đức Phật A Di Đà cho muôn loài chúng sanh khổ trong pháp giới, nghe được, hiểu được, niệm được và giảng sanh về Tây Phương Cực Lạc. Đó là trách nhiệm của hương linh. Hướng đi sắp tới là Tây Phương Cực Lạc. Việc hương linh làm là muôn loài chúng sanh đều hiểu được, biết được tín nguyện của Đức Phật A Di Đà, biết được thế giới Tây Phương Cực Lạc mà giảng sanh về Tây Phương Cực Lạc. Nam Mô A Di Đà Phật. Nguyện cầu tất cả chư vị quan gia trái chủ hiện hữu nơi đây, hương linh Trần Thị Thu Hương pháp danh Quảng Hồng đã hành trì được tín hạnh nguyện. Tất cả muôn loài chúng sanh trị vì vô minh mà vô tình hoặc cố ý đã từng gây tạo cho nhau những đau thương thống khổ, để rồi mãi lăn trôi trong luân hồi sanh tử khổ đau, muôn vạn lần chết, muôn vạn lần sống trong địa ngục khổ đau, làm kiếp ngạ quỷ đối khác lang thang đầu đường xó chợ, làm thân xuất sanh mang lông đội sừng, bị người banh da xẻ thịt, nhưng quyết định không buông bỏ những quán thù để ta đổi lược gì đấy. Mãi mãi trong luân hồi sanh tử, mãi mãi mang lông đội sừng, mãi mãi khổ đau trong địa ngục ngạ quỷ xuất sanh. Chư vị ơi, hôm nay chư vị đã rõ rồi. Tất cả đại chúng đến đây bằng tâm chân thành và hành từ bi của Phật, tất cả chúng tôi thật vì sự sanh tử khổ đau mà ngày ngày niệm Phật, nguyện giới thiệu cho muôn loài chúng sanh khổ trong pháp giới đại nguyện và sự cứu độ của Đức Phật A Di Đà. Chúng tôi không mang tâm nạo loạn làm hại bất cứ một chúng sanh nào, vì nhân duyên và nghiệp báo của chư vị chúng tôi không rõ, chỉ biết rằng mãi gây tạo cho nhau sự đau thương thống khổ, quán trả quán nọ sẽ chất chồng. Hãy nghe lời Phật dạy, lấy đức ân báo quán nọ sẽ tiêu tan. Hãy thành tựu cho chúng sanh sự an lành, hạnh phúc. Chư vị sẽ có được quả an lành, hạnh phúc mà cùng nhau giảng sanh về Tây Phương Cực Lạc. Tất cả chư vị hãy sáng suốt, xin đại từ đại bi nương về nguyện lực của Đức Phật A Di Đà,
nương về nguyện lực thứ 18 của Đức Phật A Di Đà mà cùng tất cả đại chúng niệm Phật giảng sanh. Cõi này là đã là cõi khổ, vì vậy tất cả chư vị không bám không trụ vào bất cứ nơi nào trong cõi khổ này. Cho dù chư vị hiện đã đọa lạc trong vô lượng vô biên kiếp, cho dù chư vị đã được cảnh giới sự cúng kiến của chúng sanh, nhưng sao bằng là một vị Phật. Tất cả trong khổ nạn của luân hồi sanh tử, địa ngục khổ đau trong cõi ta bà này, vì vậy khuyên tấn rằng thần thánh tiên phàm đều phải niệm Phật A Di Đà để thành Phật cứu độ chúng sanh. Nguyện rằng chư vị vong linh hiện hữu nơi đây, quan gia tái trụ cụ quyền các tổ, đã được nghe danh hiệu Phật A Di Đà, đã được ngắm nhìn tôn ảnh của Đức Phật A Di Đà, đường về Tây Phương Cực Lạc, tất cả chư vị hãy cầu sanh, chấm dứt những chuỗi ngày làm vong linh dắt dưỡng, chấm dứt những chuỗi ngày sống thống khổ đọa đày trong bóng tối vô minh, không trở lại địa ngục, không trở lại ngạ quỷ, không trở lại súc sanh, mà về Tây Phương Cực Lạc với Đức Phật A Di Đà một đời thành đạo. Với thân phận một vị Bồ Tát sẽ trở lại nơi này bằng nguyện lực cứu độ chúng sanh, chứ không phải bằng nghiệp lực thọ khổ. Vì vậy thành tâm nguyện cầu tất cả chư vị giác ngộ được mà buông bỏ mọi quán thù, không nên tạo ra những ảo giác, không nên chướng ngại não loạn người niệm Phật giảng sanh. Hãy cùng niệm Phật A Di Đà, cùng hộ pháp cho nhau để đồng sanh Tây Phương, đồng thành Phật đạo. Giờ phút này đây, nguyện rằng hương linh Trần Thị Thu Hương, pháp danh Quảng Hồng và tất cả chư vị quan gia trái trụ của quyền tất tổ, vong linh hiện hữu nơi này, hãy cùng đại chúng hướng về nguyện lực thứ 18 của Đức Phật A Di Đà, cùng nhau niệm Phật và phát nguyện giảng sanh. Nam mô Tây Phương Cực Lạc thế giới đại từ đại bi. A Di Đà Phật. Nam mô A Di Đà Phật. Nam mô A Di Đà Phật. Xin Đức Phật A Di Đà. Xin Đức Phật A Di Đà. Cho Trần Thị Thu Hương pháp danh Quảng Hồng được giảng sanh. Cho Trần Thị Thu Hương pháp danh Quảng Hồng được giảng sanh. Về Tây Phương Cực Lạc. Về Tây Phương Cực Lạc. Xin Đức Phật A Di Đà. Xin Đức Phật A Di Đà. Cho Quảng Hồng được giảng sanh. Cho Quảng Hồng được giảng sanh. Về Tây Phương Cực Lạc. Về Tây Phương Cực Lạc. Nam mô A Di Đà Phật. Nam mô A Di Đà Phật. Quy mạng lễ A Di Đà Phật. Quy mạng lễ A Di Đà Phật. Ở phương Tây thế giới an lành. Ở phương Tây thế giới an lành. Trần Thị Thu Hương pháp danh Quảng Hồng phát nguyện giảng sanh. Trần Thị Thu Hương pháp danh Quảng Hồng phát nguyện giảng sanh. Cuối sinh đức từ bi tiếp độ. Cuối sinh đức từ bi tiếp độ. Nam mô Tây Phương Cực Lạc thế giới đại từ đại bi A Di Đà Phật. Nam mô Tây Phương Cực Lạc thế giới đại từ đại bi A Di Đà Phật. 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 Nam mô 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 A Di Đà Phật. A Di Đà Phật. A Di Đà Phật. A Di Đà Phật. Dưới cung phổ tam đồ. Nếu có ai thấy nghe. Nếu có ai thấy nghe. Đều phát tâm Bồ Đề. Đều phát tâm Bồ Đề. Hết một báo thân này đồng sanh cực lạc quốc. Đồng sanh cực lạc quốc. Nam mô A Di Đà Phật. Nam mô A Di Đà Phật. Cố lên hành trì tính nguyện cho đến lúc chút hơi thở cuối cùng, sự thành tâm và ý niệm quyết định giảng sanh của hương linh và cùng tất cả sự tính tâm của thân bằng quyến thuộc, đây là một việc sẽ hộ được cho hương linh nương vào nguyện lực A Di Đà Phật mà dẫn sanh về Tây Phương Cực Lạc. Nhưng chính hương linh càng vững vàng, càng mạnh mẽ hơn nữa. Hiện giờ tất cả mọi cảnh giới hương linh trải qua dù tốt đẹp, xin chớ khải tâm tham đắm, dù hung hiểm hãy thành tâm sám hối nguyện rằng
A Di Đà Phật cho con về Tây Phương Cực Lạc. Giờ phút nào hương linh chưa gặp được Đức Phật A Di Đà thì khổ nạn vẫn còn ở quanh hương linh. Hương linh đã sáng suốt, được bảo vệ bằng danh hiệu Phật A Di Đà. Hương linh đã vững vàng, mạnh mẽ vượt qua thì chính hương linh phải mô phạm cho tứ chúng đầu tu, cho đạo tràng. Hộ niệm này càng tin sâu hơn, càng nguyện thiết hơn, càng hiểu được nguyện lực của A Di Đà Phật cho những chúng sanh còn chưa tin vào nguyện lực của A Di Đà Phật sẽ tin mà hành trì để thoát khổ luân hồi. Tâm niệm Phật, muôn loài chúng sanh sẽ thành Phật. Nguyện cầu tất cả chư vị vong linh hiện hữu nơi đây, quan gia trái trụ, danh hiệu Phật A Di Đà tất cả chư vị đã được nghe, tông ảnh Phật A Di Đà tất cả chư vị hãy ngắm nhìn, danh hiệu Phật A Di Đà tất cả chư vị hãy cùng đại chúng trì niệm, đường về Tây Phương Cực Lạc tất cả chư vị hãy cầu sanh. Đây là một cơ hội giảng sanh thù thắng nhất, hãy nương về nguyện lực và sự cứu độ của Đức Phật A Di Đà. Thế giới Tây Phương Cực Lạc đang chờ đón muôn loài chúng sanh khổ, hãy hướng về nguyện lực thứ 18 của Đức Phật A Di Đà, đang trôi trong luân hồi sanh tử khổ đau đã nhiều. Chỉ vì muôn loài chúng sanh khi xả bỏ báo thân này, không hiểu được đường về Tây Phương Cực Lạc, không nghe được danh hiệu Phật A Di Đà trước lúc lâm chung, mà đã khởi tâm động niệm, sân giận tham đắm si mê để rơi vào đọa lạc, có thể một đời này hoặc vô lượng vô biên kiếp, mà muôn loài chúng sanh vẫn còn lâm trôi mãi, mang lâm đội sừng địa ngục ngạ quỷ xuất sanh. Hôm nay chư vị đã hội đủ thiện căn phước đức nhân duyên, đến nơi này để đòi thù trả oán, nhưng đến nơi này đã nghe được danh hiệu Phật A Di Đà, đã hiểu được nguyện lực của Đức Phật A Di Đà, thì xin chư vị mở rộng tâm lượng hay hà, không nên tạo những ảo giác, không nên nạo loạn, không nên chướng ngại người niệm Phật giảng sanh, hãy thành tựu cho chúng sanh sự an lành hạnh phúc, để cùng nhau có được quả an lành hạnh phúc mà giảng sanh về Tây Phương Cực Lạc. Đừng gây tạo cho nhau sự đau thương thống khổ, để rồi quả khổ địa ngục ngạ quỷ xuất sanh mà chờ đón muôn loài quán trả quán, quán nọ sẽ chất chồng. Hãy nghe lời Phật dạy, lấy đức ăn báo quán, quán nọ sẽ tiêu tan. Thế giới Tây Phương Cực Lạc đang chờ đón muôn loài quyền lực của A Di Đà Phật sẽ tiếp dẫn chúng sanh về Tây Phương Cực Lạc. Chúng sanh ơi, niệm Phật A Di Đà, chúng sanh sẽ không còn khổ. Chúng sanh ơi, niệm Phật A Di Đà, chúng sanh sẽ không còn đau. Chúng sanh ơi, niệm Phật A Di Đà, chúng sanh sẽ không còn mang thân sanh và bệnh chết. Chúng sanh ơi, niệm Phật A Di Đà, đời này tất cả chúng sanh sẽ thành Phật. Xin tất cả vong linh hiện hữu nơi đây và hương linh Trần Thị Thu Hương Pháp Danh Quảng Hồng hãy hướng về nguyện lực thứ 18 của Đức Phật A Di Đà mà cùng nhau niệm Phật giảng sanh. Nam mô Tây Phương Cực Lạc thế giới đại từ đại bi. A Di Đà Phật. 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 Nam mô A Di Đà Phật. Hương linh Trần Thị Thu Hương Pháp Danh Quảng Hồng hiện giờ báo thân của hương linh đã hoại diệt hơn 10 giờ đồng hồ và cơ hội giảng sanh rất là thù thắng. Tất cả tứ chúng đồng tu luôn giữ tâm thanh tịnh, hướng về nguyện lực của Đức Phật A Di Đà mà niệm Phật cầu nguyện được giảng sanh, đem công đức này hồi hướng cho hương linh. Vì vậy hương linh hãy ân trim công đức, hãy tùy hỷ công đức, hãy hướng về nguyện lực của A Di Đà Phật mà niệm Phật giảng sanh. Khi xả bỏ báo thân này, hương linh đã hành trì tính nguyện hành. Vì vậy đừng khởi tưởng bất cứ một niệm gì, tương yêu chờ đợi, không nhớ nghĩ tất cả những việc khổ nơi cõi này. Hiện giờ tất cả mọi cảnh giới hương linh trải qua, dù tốt đẹp xin cho khởi tâm tham đắm, dù hung hiểm hãy thành tâm sám hối mà nguyện rằng A Di Đà Phật cho con về Tây Phương Cực Lạc. Chúng sanh ơi, dù đọa lạc nơi nào, hãy phát tâm niệm Phật A Di Đà cầu giảng sanh về Tây Phương Cực Lạc. Dù khổ ải nơi nào, hãy buông bỏ mọi quán thù tham đắm sân giận si mê mà niệm Phật A Di Đà cầu giảng sanh về Tây Phương Cực Lạc. Chấm dứt khổ luân hồi, sẽ chấm dứt những chuỗi ngày làm vong linh dắt dưỡng, sẽ chấm dứt những chuỗi ngày sống thống khổ đọa đày trong bóng tối vô minh. Chứ vậy không trở lại địa ngục, không trở lại ngạ quỷ, không trở lại súc sanh, mà về Tây Phương Cực Lạc với Đức Phật A Di Đà một đời thành đạo, độ tận vô biên chúng sanh khổ, cứu độ quan gia tế trụ cụ quyền tất tổ và tất cả huynh đệ đồng tu đang thành tâm tiễn hương linh về Tây Phương Cực Lạc, tiễn tất cả chư vị về Tây Phương Cực Lạc.
Vì vậy nguyện rằng chư vị hãy lấy từ bi quá dạy hận thù, lấy đức ân báo quán để quán nọ tiêu tan. Đừng mãi lấy quán trả quán mà quán nọ sẽ chất chồng. Quán trả quán sẽ đưa chư vị vào khổ nạn, địa ngục, ngạ quỷ, súc sanh. Vì vậy giờ phút này đây, tất cả đại chúng xin nguyện hướng về tất cả công đức, hồi hướng cho chư hương linh hiện hữu nơi đây, quan gia trái trụ cùng hương linh Trần Thị Thu Hương bất danh Quảng Hồng được giảng sanh về Tây Phương Cực Lạc. Chúng sanh ơi, niệm Phật A Di Đà, chúng sanh sẽ không còn khổ. Chúng sanh ơi, niệm Phật A Di Đà, chúng sanh sẽ không còn đau. Chúng sanh ơi, niệm Phật A Di Đà, chúng sanh sẽ không còn mang thân sanh già bệnh chết. Chúng sanh ơi, niệm Phật A Di Đà, đời này tất cả chúng sanh sẽ thành Phật. A Di Đà Phật, 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 A Di Đà Phật. Báo thân của Hương Linh đã hoàn thiện được 12 giờ đồng hồ. Tất cả đại chúng dần giữ tâm chân thành, chúng tôi tin rằng Hương Linh đã dẫn sanh về Tây Phương Cực Lạc. Hãy tiếp tục niệm Phật cho phẩm vị được cao hơn. Hương Linh nhất định trong thân khổ đau mình hành trì được tính mạng nguyện thì không bám không trụ vào những việc gì trong cõi khổ nạn này. Giờ đây xin Hương Linh hoan hỷ cho chúng tôi được chạm đến thân của Hương Linh để làm niềm tin cho tứ chúng. Và những hình ảnh này, Hương Linh sẽ giới thiệu quyền lực của Đức Phật A Di Đà cho muôn loài chúng sanh khổ. Những hình ảnh này, Hương Linh là đệ tử Phật phải mô phạm cho chúng sanh hướng về quyền lực A Di Đà Phật mà niệm Phật A Di Đà cầu nguyện được giảng sanh. Là đệ tử Phật, Hương Linh phải làm một tấm gương tốt cho thân bằng hiển thuộc, cho tứ chúng đồng tu hướng về quyền lực A Di Đà Phật mà cùng nhau niệm Phật giảng sanh. Xin Hương Linh hoan hỷ cho chúng tôi được tạm đến thân của Hương Linh để làm niềm tin cho tứ chúng. Nam mô Tây Phương Cực Lạc Thế Giới Đại Từ Đại Bi. A Di Đà Phật, 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 A Di Đà
Phật. A Di Đà Phật. A Di Đà Phật. A Di Đà Phật. A Di Đà Phật. A Di Đà Phật. A Di Đà Phật. A Di Đà Phật. A Di Đà Phật. A Di Đà Phật. A Di Đà Phật. A Di Đà Phật. A Di Đà Phật. A Di Đà Phật. A Di Đà Phật. A Di Đà Phật. A Di Đà Phật. A Di Đà Phật. A Di Đà Phật. A Di Đà Phật. A Di Đà Phật. A Di Đà Phật. A Di Đà Phật. A Di Đà Phật. A Di Đà Phật. A Di Đà Phật. A Di Đà Phật. A Di Đà Phật. A Di Đà Phật. A Di Đà Phật. A Di Đà Phật. A Di Đà Phật. A Di Đà Phật. A Di Đà Phật. A Di Đà Phật. A Di Đà Phật. A Di Đà Phật. A Di Đà Phật. A Di Đà Phật. A Di Đà Phật. A Di Đà Phật. A Di Đà Phật. A Di Đà Phật. A Di Đà Phật. A Di Đà Phật. A Di Đà Phật. A Di Đà Phật. A Di Đà Phật. A Di Đà Phật. A Di Đà Phật. A Di Đà Phật. A Di Đà Phật. A Di Đà Phật. A Di Đà Phật. A Di Đà Phật. A Di Đà Phật. A Di Đà Phật. A Di Đà Phật. A Di Đà Phật. A Di Đà Phật. A Di Đà Phật. A Di Đà Phật. A Di Đà Phật. A Di Đà Phật. A Di Đà Phật. A Di Đà Phật. A Di Đà Phật. A Di Đà Phật. A Di Đà Phật. A Di Đà Phật. A Di Đà Phật. A Di Đà Phật. Như vậy là Trần Thị Thu Hương pháp danh Quảng Hồng đã trả lời nơi đây bằng nguyện lực của chúng sanh này ha. Tất cả những gì Quảng Hồng đã hứa với đại chúng, đại chúng nguyện tùy hỷ công đức, nguyện tâm chiêm công đức, nhất định trở lại nơi này bằng nguyện lực của chúng tôi nha. A Di Đà Phật. Nam mô 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 A Di Đà Phật. Nguyện đem công đức này trang nghiêm Phật tịnh độ, trên đền bốn ân nặng, dưới cứu khổ tam độ. Nếu có ai thấy nghe đều phát tâm bồ đề, hết một báo thân này đồng sanh cực lạc quốc. Nam mô Tây Phương Cực Lạc Thế Giới Đại Từ Đại Bi A Di Đà Phật.